Thật lòng em muốn cái gì đây? Mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Lên dòng mày. Cái gì bất thường à? Nó cướp rừng rồi. Ba còn nhạc hám vậy. Thôi. Tại quá đây có hai là chúng mày, tao đéo nghĩ là nó dám vào đấy. What the hell? Chân mà xương mình cùng nhau đóng quạt. Bánh nhai, anh mà xương sẽ kêu là bánh nhai. Nó chết rồi đó. Tao bùa ấy đi mày. Tốt kìa. Nhai cơ mày ơi. Cái lèn nó có phải của tao đâu. Để tao chạy gơ rồi. Mở biển ở đây gì bằng sao. Chặn được á. Rồi á. Chỉ ngại. Đi gơ. Mày bị điên à? Đi farm. Ok, anh đi. Ông mày nó rồi kìa. Nó bị lát cả luôn.
Ui. Không sập quần được, nó còn phải báo một đợt nữa cơ. Báo đợt 10% cơ. Chết. Ờ, vẫn còn mà. Có giết ai, ai giết được tao đâu. Đó đến chương trình bóc quà. Đùa. Lại phải bóc cả quà tiếp anh em ạ.